Tối ngày 16 tháng 9, nữ sinh 18 tuổi Trần Tiểu Vi đoạt Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngay từ ngày sơ khảo miền Nam, Tiểu Vi đã thu hút sự chú ý nhờ gương mặt khả ái. Tuy nhiên, do vướng lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên cô xin rời sang thi vòng trung khảo phía Bắc diễn ra sau đó. Tiểu Vi cao 1m74 cùng số đo 84-63-90. Cô vừa tốt nghiệp trường trung học phổ thông Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu Vi luôn tự tin trình diễn trên sân khấu trung khảo phía Bắc. Người đẹp 18 tuổi dễ dàng lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Nụ cười rạng rỡ cũng là điểm cộng, giúp cô tỏa sáng. Ghi điểm với ban giám khảo và khán giả. Tại phần thi người đẹp biển, Tiểu Vi vấp hé nhưng vẫn lọt vào top 3 đề cử. Ở dự án người đẹp nhân ái, Tiểu Vi cùng các thí sinh trong nhóm đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công ở Hà Nam. Họ phụ giúp điều dưỡng dọn phòng, phát thuốc, giăng màn, nấu bữa ăn, tổ chức buổi giao lưu văn nghệ cho các bệnh nhân tại trung tâm. Tiểu Vi giữ vai trò vợ đẹp trong suốt 3 đêm thi người đẹp thời trang. Dù chưa có kinh nghiệm, người đẹp vẫn hoàn thành phần trình diễn những bộ váy cồng kềnh. Tại cuộc khảo sát của báo Ngòi Sao.net trước chung kết, Trần Tiểu Vi được bình chọn nhiều nhất, với 32% tổng số phiếu. Tiểu Vi nhận vương miện từ Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh trong đêm ngày 16 tháng 9.